Thưa các bộ các mế, thưa các nguồn máng, là tỉnh miền núi, tỉnh Hòa Bình có tiềm năng thế mạnh đốt lống cố phát triển chế biến cầu dược liệu, cô như bảo tồn nguồn chen cống tán bài thuốc chân gian. Vớ lưới thế này, 8 năm khinh ni đứa quần mướng cũng đã tích cực vận đồ mòn miếng, là mô hình lống cống chế biến tán loại cầu dược liệu. Vớ này có phấn táo cũng ăn quyết lá tăng thu nhập cho mòn miếng. Mới các bộ các mế, các nguồn máng đều theo ngõ nội đúng ní, vớ phẳng chứ không. Vớ đời hơ, bộ mế miếng cô nam mát chúng tán loại cờ cún ớt lăng trứng lăng trắng ớt lăng tự nhiên đờ chưa bánh với đứa chân tốt khổng lòng quần mức tình mỗi mối chân tốt y lẽ có cách đờ chưa đúng tán cún cờ có hoa lạ đờ lá thuốc chưa bánh khá khá điều ní táo đen kẻ đa dạng độc đảo cho y học chân tốt cố chiến ở quần mướng ca ní y học mới ngày càng phát triển tuy thỉa kinh nghiệm chưa chỉ bánh của tán ông lang bá mế món chân tốt hay tán bài thuốc chân tràn y ản món miếng tin đúng chẳng chỉ ản đúng báo chân tốt chưa đúng hữu ích lòng quyết điều trị bệnh thời gian chấp hơ đứa quần mướng cũng đã tấn trúng tiềm năng lưới thể đỡ phát triển cầu trước liễu lá hướng đi mời lòng chiến trị cơ cầu cầu lúng tạo quyết lá góp phấn bao cộng tác trò đổi bớt khỏ cao trương là mối quần mướng thuộc lúng nam của huyện Lương Sơn phát huy ản lưới thể của quần mướng đúng thời cỏ thuần lưới với chỉnh cái hiếu mắt của món miếng 8 năm giáp hơ, cha cao trương cũng đã tích cực tiền chiến được một miếng phát triển mô hình lống cờ trước liếu, loang nảy phần đứa lá cờ trà đen, đỡ tăng thêm nguồn thu nhập. Can ý điện cao trương trắng chỉ cỏ mỗi kẻ miệng đất nó, uốn nó bị đỡ đỏ, quá chiến tích lá lỏ, lá hoa máu, thí thầy tán chiến tích ăn coi là khó khăn, loang thâm canh, thí thầy ăn một miếng chưa đúng, đỡ lống cờ trước liếu. Can ý hơn 50,7 hecta đất sản xuất nông nghiệp, quái chiến tích lá lỏ với hoa máu quán lái của một miếng đều ăn tân rúng đều lá cờ thuốc với môi cha lá đúng lá ná cũng lá hưởng phát triển kinh tế chủ lực như ở cao dương mô hình lá cờ dược liễu đã có phấn trắng oai bao công tác trò đổi bớt khỏ cho cuồn mướng lá thuốc nam xạ đen này cho thu nhập lá thuốc nam cờ trái đèn ní rằng lái thu nhập tốt hơn cho với lá tán cờ nông nghiệp khác chăm bổn là cũng lưới hơn cũng đấu thà bản sản phẩm cũng lưới hơn dễ trên địa bàn xã thì có cái cây xạ đen là một cái cây trồng chủ lực của bà con nông dân trong những năm khênh ni cái thu nhập đeo lại bờ cái cây xạ đen là cao hơn lò khoảng 3 đến 4 lần. Thì vừa rồi thì chúng tôi cũng có phối hợp với Viện Nông Hòa của Trung ương, rồi Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hòa Bình tổ chức một cái hội thảo để giới thiệu về cái cây xạ đen này. Thì hy vọng rằng trong thời gian tới thì cái cây xạ đen của Cao Dương sẽ có những cái chỉ dẫn địa lý, rồi sẽ xây dựng được cái thương hiệu xạ đen của Cao Dương. Nếu về quyết lúng cũng phát triển cầu dược liễu đứ ô nhá ở lúng Nam Lương Sơn, cũng đã máy rán lá mô hình chế biến dược liễu thành sản phẩm đa dạng. Ô nhá Lương Y Đô Thị Ngõ ở thôn Quén Trường Cha Thanh Cao, cỏ nô lá thuốc chữa bệnh. Ca ní mế ngõ cũng là mối lương y trình hoạt ở hội đồng y huyện Lương Sơn. Khao hơn 40 năm gắn bó với nghề, mế ngõ ngảm thầy, nếu với Tây Y, thí đồng y cũng có vị trí quan trọng trong công tác chăm ngõ khước khuê. Tùy vào dược tính của từng loại thảo dược, từng loại bệnh ăn kết hợp với tán loại thảo dược với lưu lượng khá khá, đôi khi chưa đúng an toàn cũng chẳng lại hiệu quả tốt nhất cho mỗi bệnh. Tán bài thuốc của Mỹ bắt nguồn bơ thuốc nam gia chiến, nguyên liệu thuốc bơ tự nhiên, có nguồn cốt rõ ràng, ăn đảm bảo bơ khâu thu hải, bảo quản cũng chơ chỉ. Đường may, ô nhá mế ngó, chuyên thu mua cũng lá tán sản phẩm thuốc nam. Với kinh nghiệm lá nghế cũng bớ quả chính nghiên cứu, mế cỏ thề lá thả ản đứa bài thuốc chưa tán bệnh khá khá, đưa tuân tiến cho một miếng chẳng phải chắc ỏng như lớp ni. Đứa loại thuốc ản lá với tán kiều khác như lá viên, lá cao, lá bột. Mỗi loại thuốc có khả năng đúng giúp điều trị tán loại bệnh, cũng hưởng trân chiều đúng đưa một bệnh, dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu của miếng. Thuốc nam này khi mà chế thành viên, thành bột, thuốc nam khi ản điều trị thánh tráng viên, tráng bột cũng rất rê đỡ ỏng, điều trị hiệu quả cho bệnh nhân. Khi ổ nhà tôi lá thuốc theo ráng ní thì bệnh nhân ỏng nà lưới. Vít lòng thành phấn thuốc thay là thuốc nam, chẳng có thành phấn nó khác nên nà cũng rất lưới đỡ ỏng. Nam không có cái loại gì cả, thì nó 100% nó dễ uống, mà dễ dùng.
với mục tiêu chung là phát triển cơ dữ liệu để bảo tồn tán nguồn gen quỷ ứng dụng khoa học công nghệ lo nghiên cứu chọn táo dụng lũng cờ chế biến chế chất đồ lá đen tán sản phẩm chất lượng cao có sức cạnh tranh góp phần tạo việc lá tăng thu nhập cho mỗi miếng đồng thời nâng lên ý thức của mỗi miếng lòng việc bảo vệ tài nguyên rừng nguồn dược liệu quỷ bảo tồn chỉ thức chiến thủng quế chưa đúng cờ thuốc của cung đúng tán trần tục. Cả ní, tỉnh Hòa Bình đang triển khai là dự án quy hoạch phát triển cờ dược liệu, long nợ ưu tiên phát triển tán loại cờ dược liệu có lối thể cánh tranh lượn, phù hợp ở tiêu lúng khí hậu mát mẻ, từng bước đáp ứng nhu cầu của thịt lưỡng toàn nước cũng hưởng đỉnh xuất khẩu. Việc xây dựng tán lúng cờ dược liệu phát triển ổn định lô trái, cũng góp phần nâng lên giá trị kinh tế lên diện tích canh tác, lá thêm đứa quyệt lá, thu nhập cho mỗi miếng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cung đúng, mỗi tiêu chúng. Cố một lưỡng trình thải. Cũng mong rằng là các cấp các ngành cũng như là nhà nước ta cố mong rằng tán cấp tán ngành cũng nhà nước quan tâm hơn nữa với phương pháp cô như lá tạo điều kiện. Chẳng nhưng với hối đông y huyện Lương Sơn mà ở tán lung khác lòng tỉnh Hòa Bình được bảo tồn lưu trữ phát triển tán nguồn thuốc quỷ cô như lá tán bái thuốc dần tràn dần tốt và gìn giữ được cái nguồn nguyên liệu quý hiếm mà không bao giờ mai một đi. Đưa tổ chức sản xuất cờ dược liệu ăn hiệu quả thôi, đồng thời tập trung đưa xây dựng cùng phát triển mô hình liên kết sản xuất, bán sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đứng một miếng cũng đang khuyến khích tán tổ chức doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm. Khi ráng điện tỉnh Hòa Bình chắc hẳn đứng một miếng mắt điện là mối quần mướng có thể mảnh, đưa phát triển tán loại cờ dược liệu cùng tán bài thuốc nam gia truyền của đồng bào tán trần tục. Nhất là tán bài thuốc của mỗi mướng, mỗi dao, có phấn quát lỏng cho tây y là quả chính điều trị tán bệnh nan y. Thậm chí, đứa sản phẩm thuốc nam cũng đã ẩn lá, lô thánh sản phẩm chịu đúng hàng ấy thối chật trước khuê. Ví dụ như là sản phẩm trá giáo cụ làm của hợp tác xã Tần Lạc Trơn, chuẩn báo cha thành hủy, là mối lòng ba sản phẩm của quần mướng Tần Lạc, ăn quốc nhẫn, ăn chuẩn ô cốp lòng năm hàng ý khúc lo 20. Ngầm thầy tiềm năng của cờ giáo cô Lam cũng như tán hiệu quả mà nải giang lại, hợp tác xã Tần Lạc Trơn cũng đã mạnh trán đầu tư cho dụng cờ ní. Nguyên liệu đồ chăn chất y điếu ản hợp tác xã lý bớ lúng khú ở xã Phổ Vinh, Phổ Cướng. Với cái tư lực của tán thành viên cũng như cái đúng giúp của phóng kinh tế hạ tướng huyện Tần Lạc, hợp tác xã cũng đã trang bị thêm máy móc đỡ đảng giá thủy lọc. Căn ní, hợp tác xã đã có thêm dáng sản phẩm giá thủy lọc, ản đỏ cội. Tán sản phẩm của hợp tác xã đã từng bước ăn chuẩn hỏa với cam quan, chất lượng cũng như bảo bí nhan mắc. Tôi nghĩ là làm thế nào đấy để có thể tạo ra một cái sản phẩm mà đem lại được cái thu nhập cao hơn cho người dân ở địa phương. Bên tôi nghĩ là thế nào để tạo ra một sản phẩm dòng lại ăn thu nhập cao hơn cho mỏ mình ở quê mương. Năm 2004, có 7 sáng lập viên đã thành lập tên hợp tác xã. Bắt đầu sản xuất bê số lượng đưa cũng có tem nhãn, bắt đầu bán sang thịt lương. Khâu một khoảng thời gian bán xa thịt lương, hay cả ni đơn tôi đang mua ổn định của mỏ mình cứ một năm khoáng khẩu tần nguyên liệu sươi. Thời gian đến ni, hợp tác xã đang có kế hoạch phát triển xem một dòng sản phẩm, tỷ la giáo cố làm. Đơn tôi y đang lần đến dòng sản phẩm ni, bê đưa người tiêu dùng ở Hà Nội khi bầu dung sản phẩm giáo cố làm trước, hay lượng ra hát chéo đi khả đư. Còn đổi bê sản phẩm cao khi nổ cơ tại quê mương, khâu tỷ sẽ tinh lọc, thanh dược chất, đón thanh cao. Khi đến xay mỏ dung, chỉ cần hòa bào tác ổn, ó có thác thái. Và đóng thành cao và chuyển về thì mọi người chỉ hòa vào cốc nước và không có rác thải chút nào. Bớ thức tệ lưng cho thầy tán mô hình lá cờ dược liệu có thể ăn ngò lá hưởng đi mời lòng lá kinh tế, chiến đấu cơ cấu cầu lúng ở quần mướng, có phấn quát lóng bao tải cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với lá nông thôn mới bên vương, cũng phát triển của tỉnh.